Thầy xin chào các em. Trong buổi ngày hôm nay thầy trò mình đi vào cái nội dung thứ 13, đó là tính tích phân bằng phương pháp từng phần. Thế về cái lý thuyết thì rất là dễ thôi. Đó, công thức tính tích phân từng phần thì về cơ bản là chúng ta thấy là tích phân thì gần giống nguyên hàm, ta thì thay cận rồi. Đó, tích phân từ A đến B của UDV thì bằng U nhân V cận A đến B trừ đi tích phân từ A đến B của VDU. Cái này thì chúng ta làm ở phần nguyên hàm từng phần rồi, khá là nhiều rồi, chúng ta sẽ ok thôi, đúng không nhỉ? Rồi, nói tóm lại là chúng ta về phần lý thuyết thì không có gì là khó khăn cả. Chúng ta đi vào phần bài tập áp dụng. Chúng ta sẽ đi vào bài số 1, tính các tích phân sau. Bài 1. Chúng ta đi IA này. Y bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 của x cộng với sin bình x nhân với cos x dx. Thực ra thì cái tích phân này chúng ta sẽ nhân tung ra, chúng ta sẽ thành hai cái tích phân, một cái từng phần, một cái thì đổi biến bình thường thôi. Đúng không? Tích phân từ 0 đến pi trên 2 của x cos x. Rồi cộng với dx cộng với tích phân từ 0 đến pi trên 2 của sin bình x với cos x dx. Ok, bằng này. Thì đánh đến y1 này, coi như đây là y1. Còn với tích phân sau thì thực ra chúng ta sẽ đổi biến, hoặc chúng ta sẽ đổi biến nhanh. Cos dx chính là bằng d của sin x, do đó một tích phân từ 0 đến pi trên 2 của sin bình x nhân với d của sin x. Rồi, em bằng y1 vẫn giữ nguyên này. Đây chúng ta sẽ là sin bình d của sin x, tức là u bình du. U bình du thì bằng 1 phần 3 là sin mũ 3 x và cận từ 0 đến pi trên 2. Đó, bằng này, y1 cộng với, ở đây chúng ta thay pi trên 2 và sin pi trên 2 thì bằng 1, 1 mũ 3 vẫn là 1. Còn trừ đi sin 0 thì bằng 0, vậy là bằng 0 rồi, chúng ta chỉ còn cộng với 1 phần 3 thôi. Đó, với y1 này. y1 bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 của x, cos x dx. Thì lúc này ta sử dụng từng phần thì ta sẽ đặt. Chúng ta thấy rằng là ở đây hoàn toàn giống như nguyên hàm thôi, nhất lô nhì đa, tam lượng tứ mũ, chúng ta thứ tự ưu tiên của đặt u đấy. Thì u này nhất lô nhì đa. Đấy. Nhì đa thì trong trường hợp này đa thức đây thì x đây, đặt u bằng x. DV chính là bằng cos x dx. Và từ đây chúng ta sẽ có là du thì bằng đạo hàm chính là bằng dx. Đó. V lúc này chúng ta sẽ thấy là chúng ta nguyên hàm của cos x dx chính là bằng sin x, vậy chúng ta sẽ có sin x. Vậy từ đây suy ra y1 bằng u nhân v x sin x cần từ đâu, cần từ 0 cho đến pi trên 2 trừ đi VDU trừ đi 0 đến pi trên 2 của sin x dx. Rồi chúng ta thay vào. Ở đây chúng ta sẽ tính xong rồi thay sau vậy, đúng không? X này. Sin x này. Đó. Sin x thì đạo hàm ra, nguyên hàm ra thì bằng trừ cos x, đúng không? Bây giờ cos x đạo hàm ra là sin trừ sin. Cos x trừ sin thì nguyên hàm sin thì sẽ trừ cos trừ trừ thành cộng. Cộng cos x. Và cận từ 0 đến pi trên 2. Rồi bằng này. Thay pi trên 2 vào đây thì sin pi trên 2 bằng 1, chỗ này sẽ bằng pi trên 2. Đó. Cos pi trên 2 bằng 0. Rồi bây giờ thay 0 vào. Sin 0 chỗ này bằng 0. Trừ đi gì? Cos của 0 trừ cos 0 như là gì? Là trừ đi 1. Đấy, chỗ này trừ 1. Rồi. Ok. Vậy thì ta sẽ được là y bằng gì? Y1 cộng với 1 phần 3 đúng không? 1 phần 3. Và bằng pi trên 2 trừ 1 cộng 1 phần 3 là trừ 2 phần 3. Đó. Đúng nhỉ? Ok. Rồi. Đó, kết quả của chúng ta là y bằng pi trên 2 trừ đi 2 phần 3. Ok. Rồi, nhà là như vậy.
Tiếp tục sang IB. Y bằng tích phân từ 2 đến 3 của Lepe. X bình trừ x dx. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đặt nhất lô nhì đa đền lô rồi. Đặt U bằng Lepe của x bình trừ x dv thì bằng dx. Rồi đây chúng ta sẽ suy ra là du thì bằng gì? Đạo hàm. Đạo hàm đây chúng ta sẽ là u phẩy trên u phẩy trên u, Lepe u mà. Đúng không? U phẩy trên u thì u phẩy chúng ta sẽ có 2x trừ 1, đúng không? X bình trừ x phẩy thì bằng 2x trừ 1. Chia cho u tức là chia cho x bình trừ đi x dx. Rồi, V đây chúng ta sẽ bằng cái gì? Ở đây V thì chúng ta có thể là chọn bằng x, hoặc là chúng ta thấy ngay ở dưới mẫu này là x ra ngoài trong x trừ 1. Vì vậy chúng ta sẽ chọn luôn x trừ 1 để chia cho gì? Chia cho x trừ 1 cho dễ. Đó. Vậy chúng ta sẽ có y bằng u nhân V tức là x trừ 1 nhân với Lepe của x bình trừ x cận từ đâu? Từ 2 đến 3 trừ đi VDU, tức là chúng ta trừ đi ở đây 2 đến 3 của x trừ 1 nhân với 2x trừ 1 rồi chia cho x ra ngoài trong phần x trừ 1 đó, để chúng ta sẽ triệt tiêu mất, đúng không? Rồi triệt tiêu đây thì chúng ta sẽ có này bằng này. Bằng. Thay cận vào đây. Thay 3 vào đây thì chúng ta sẽ có là 3, 3 trừ đi 1 còn 2, 2. À, thay 3 vào đây, 3, 3 là 9. 9 trừ đi 3 còn 6, Lepe 6. Rồi thay 2 vào đây, 2 trừ 1 là bằng 1, đúng không? 2 trừ 1 1, vậy là trừ đi. Chỗ này chúng ta 2 vào đây 2 là 4, 4 trừ 2, 2 và Lepe 2. Rồi ok, tiếp tục trừ đi tích phân từ 2 đến 3. Triệt tiêu thì chúng ta có 2x chia cho x thì còn 2, 2 trừ 1 trên x. Đây chúng ta sẽ có 2 trừ đi 1 trên x. Đó, dx. Rồi ok, chúng ta sẽ bằng 2 Lepe 6 trừ đi Lepe 2. Trừ đi ở đây chúng ta có 2x trừ đi Lepe thì tuyệt đối của x. Đó, cận từ 2 đến 3. Ok. Thay cận vào là xong, đúng không? Bằng 2 Lepe 6 trừ đi Lepe 2. Trừ đi, mở ngoặc ra. A 3 vào đây là 2, 3 là 6. Trừ đi Lepe gì? Lepe 3, đúng không? Trừ trừ hình cộng nhá, hình cộng luôn. Đó. Cộng thay 2 vào đây là 4. Thay 2 đây trừ Lepe 2. Rồi, ok, bằng này. Xem nào. Chỗ này 6 thì chúng ta sẽ bằng 2 x 3, do đó ta sẽ có 2 Lepe gì? 2 này cộng với 2 Lepe 3 này trừ đi Lepe 2 này trừ 6 này cộng với Lepe 3 này rồi cộng 4 này trừ Lepe 2. Đó, thì bây giờ xem nào. Chỗ này chúng ta sẽ có 2 Lepe 2 này trừ Lepe 2 còn trừ Lepe 2 này, chỗ này hết rồi. 2 Lepe 2 hết rồi. Ok. Lepe 3 chúng ta sẽ có bằng 3 Lepe 3. 3 Lepe 3 trừ đi mấy? Trừ đi 2, đúng không? Đó. Kết quả là như vậy. Ok. Biết có đúng không nhỉ? Thôi cứ tưởng tượng là đúng đi nhỉ. Sai thì chúng ta tính sau, đúng không? Tiếp tục ta sang IC. Y bằng x bình nhân với cos x dx cận từ 0 đến 2 pi. Có x bình này chắc chắn ta phải từng phần hai lần, đúng không? Ta sẽ đặt u bằng x bình dv thì bằng cos x dx, và từ đấy suy ra ta có du bằng 2x dx và v thì bằng sin x. Rồi từ đây suy ra y
bằng UV, tức là x bình sin x cận từ 0 đến 2 pi trừ VDU, tức là trừ đi 2 0 đến 2 pi của x sin x dx. Ok, thay cận vào đây 2 pi sin 2 pi cũng bằng 0 và sin 0 bằng 0, do đó là chỗ này chúng ta sẽ bằng 0, là bằng trừ 2 0 đến 2 pi của x sin x dx đó. Và đến đây tiếp tục ta đặt từng phần thêm một lần nữa đó, thì ta sẽ đặt này gì, trường hợp này mình cứ U1 đi, U1 bằng x rồi DV1 thì bằng sin x dx, và từ đây chúng ta sẽ có DU1 bằng dx đó, V1 thì bằng trừ cos x. Vậy từ đấy suy ra ta có y chính là bằng trừ 2 ra ngoài, trong còn u nhân v tức là trừ x cos x cận từ đâu, cận từ 0 đến 2 pi trừ VDU trừ trừ thành cộng 0 đến 2 pi cos x dx. Ok, đến đây tiếp tục ta thay cận vào thôi, đó, tóm lại ta làm luôn, chúng ta thay cận sau vậy, bằng trừ 2. Ở đây ta cốt thì sẽ ra thành sin đúng không? Do đó trừ x cos x cộng với sin x cận từ 0 đến 2 pi. Rồi bằng, thay vào thôi, trừ 2. Nhân với đây, 2 pi vào đây. 2 pi vào đây thì chúng ta sẽ có đây chỗ này trừ 2 pi. Cốt của 2 pi là bằng 1 đúng không? Chỗ này là trừ 2 pi. Rồi, 2 pi đây sin 2 pi bằng 0. Rồi ok. Tiếp tục thay 0 vào đây, thay 0 chỗ này bằng 0. Sin 0 bằng 0. Rồi chỗ này chúng ta sẽ bằng 4 pi. Đó, kết quả là 4 pi. Ok. Đấy, câu số hạ IC là như vậy. Được chưa nhỉ? Tiếp tục ta sang ID. Y bằng x phân từ 0 cho đến pi bình trên 4 đó của căn x, cốt của căn x dx. Rồi, bài này ta phải đổi biến số một lần đúng không? Ta đặt t đã. T bằng gì? Căn x t bình thì bằng x, và chúng ta sẽ có là 2t dt bằng dx. Rồi, ok, đó. Và từ đây suy ra y, chúng ta đổi cận nhé, thay x bằng 0 thì t bằng 0, x bằng pi bình trên 4 thì t sẽ bằng pi trên 2 đúng không, pi trên 2. Rồi căn x thì bằng t cos t nhân với dx bằng 2t dt, 2t dt, và chúng ta sẽ bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 hai lần đi của t bình cos t dt. Hay nói khác, mình mà đổi sang biến x, hai lần tích phân từ 0 đến pi trên 2 của x bình cos x dx. À, cái này nó giống IC, tuy nhiên IC thì thầy làm tụ luận rồi. Bây giờ chúng ta thầy sẽ làm phương pháp cột đúng không? Đấy. Cột hay là múa cột chúng ta đó. Chúng ta thử xem nhá. Rồi ok, đây. Đây chúng ta thực hiện đạo hàm. Đây là nguyên hàm. Đạo hàm là x bình. Đấy, nguyên hàm là cos x. Rồi thực hiện thôi. Đạo hàm đầu tiên là 2x. Cos x ra sin x. Đó, nguyên hàm. Tiếp tục đạo hàm đây là 2 sin x ra trừ cos x. Rồi tiếp tục 2 là 0 trừ cos x ra nguyên hàm thì là gì? Trừ sin x. Rồi, đây. Cộng trừ cộng. Vậy thì y chúng ta sẽ bằng 2 nhân với x bình sin x, rồi trừ trừ thành cộng, trừ trừ thành cộng, cộng với 2x cos x. Rồi chỗ này là trừ đi 2 sin x
Ok chưa? Tận từ 0 cho đến pi trên 2. Đó. Để thay vào thôi. Đấy là thay vào. Bằng 2. Thay pi trên 2 và sin pi trên 2 thì bằng 1. Do đó đây chính bằng pi bình trên 4 đúng không? À, pi bình trên 4. Ok. Thay pi trên 2 chỗ này bằng 0. Sin pi trên 2 chỗ này bằng 1. Do đó trừ đi 2. Đó. Rồi trừ đi 2 lần. Thay 0 vào đây. Cô thấy không, chỗ này bằng không luôn đúng không, bằng không hết này, chỗ này bằng không này, chỗ này có không nhân không này, chỗ này cũng xin không bằng không rồi, chỗ này bỏ đi đó. Đấy, tóm lại là chúng ta sẽ có cái gì đây, bằng này đây, bằng ok. Chúng ta sẽ quy đồng lên, đây chúng ta sẽ có là pi bình trừ 8 chia cho 2 đúng không? Đó. Đấy, kết quả như vậy, pi bình trừ 8 trên 2. Tiếp tục sang E. Y bằng tích phân từ pi trên 4 cho đến pi trên 3 của x sang bình x dx. Ở đây chúng ta xử lý một chút về đường giác. Đó, ta biết là 1 cộng tang bình bằng 1 trên cos bình, do đó tang bình sẽ bằng 1 trên cos bình trừ 1, đúng không? Ta sẽ biến đổi như vậy, pi trên 4 cho đến pi trên 3 x nhân với 1 chia cho cos bình x trừ 1 dx, và bằng tích phân từ pi trên 4 đến pi trên 3 của x chia cho cos bình x dx, rồi trừ đi pi trên 4 đến pi trên 3 x dx. Rồi, nó bằng y1. Đây mình đặt đây y1 trừ đi cái này 1 phần 2 x bình cận từ pi trên 4 cho đến pi trên 3, và bằng y1 trừ đi 1 phần 2 trong còn pi trên 3, tức là pi bình trên 9 trừ đi pi bình chia cho 16. Rồi tóm lại chỗ này tí chúng ta sẽ bấm máy đúng không? Rồi bây giờ y1 thì bằng tích phân từ pi trên 4 đến pi trên 3 của x chia cho cos bình x dx. Rồi ok, đến đây ta đặt u là bằng x, còn dv chính là bằng dx chia cho cos bình x. Đó, và chúng ta sẽ có là du bằng dx đúng không? Rồi v lúc này chúng ta thấy là nguyên hàm của dx trên cos bình x chính là tầng tan x. Đó, tan x chính là sin x trên cos x. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ có là như sau. Đây. Viết đây nha. Y1 chính là bằng u nhân v, tức là x nhân với tan x cận từ pi trên 4 cho đến pi trên 3 trừ VDU, tức là trừ đi pi trên 4 đến pi trên 3 của tan x, thì thầy viết thành sin x trên cos x. Đấy, rồi. Chúng ta thay vào đây. Pi trên 3 nhân với tan của pi trên 3 thì bằng căn 3 trừ đi pi trên 4, tan pi trên 4 bằng 1, do đó ok chúng ta sẽ nên dừng thôi, nhân 1 đúng không, trừ đi chúng ta thấy sin x dx chính là bằng trừ d của cos đúng không. Đấy. Trừ d của cos, do đó trừ trừ thành cộng, do đó chúng ta sẽ có là pi trên 4 đến pi trên 3 của d cos x rồi chia cho cos x. Đó, và thực chất chỗ này chúng ta sẽ còn bao nhiêu là 1 trên căn 3, pi trên căn 3 đi. Trừ đi pi trên 4. Rồi có cái gì đây? À, cộng với Lepe trị tuyệt đối của cos x. Thế cận từ pi trên 4 đến pi trên 3. Và chúng ta có Lepe bằng pi trên 3 căn 3 trừ đi pi trên 4. Thì đây nữa, cộng với thay pi trên 3 vào cos của pi trên 3 thì bằng bao nhiêu?
Tốt của pin 3 1 phần 2, tức là lp của 1 phần 2. 1 phần 2. Trừ đi cốt của pi trên 4 thì chúng ta sẽ có là căn 2 trên 2 trừ đi lp. Căn 2 trên 2. Rồi, cái này chúng ta sẽ chia 1 phần 2 chia cho căn 2 trên 2 thì nhân nghịch đảo. Nói tóm lại là bằng 1 trên căn 2, đúng không? Bằng lp của 1 trên căn 2. Vậy chúng ta sẽ bằng, thôi nói tóm lại là chỗ này bằng cái gì đây? Là y bằng này. Đó. Y bằng pi chia cho căn 3 này. Trừ đi pi chia cho 4 này. Rồi. Cộng với là chỗ này chúng ta chính là lp của 1 phần 2 trừ đi lp của 1 trên căn 2. Thì chia nghịch 1 phần 2 chia cho 1 căn 2 được bằng căn 2. Đúng không? Có phải không nhỉ? 2. Đúng đấy nhỉ? 1 phần 2 chứ thôi. Nguy hiểm quá. 1 phần 2 mà chia cho căn 2 2, tức là nhân với 2 chia căn 2. Đó. À đây trừ mà. Trừ này chia đúng không? Chia thì phải nhân nghịch đảo 2 và 1 trên căn 2. Đó. Lp 1 trên căn 2. Nói tóm lại thì 1 chia căn 2. Rồi trừ đi chỗ này chúng ta quy đồng lên. Là chúng ta có 16 trừ 9. 16 mà trừ đi 9 thì còn mấy? 7 à? 7, 9, 16. Bằng 7. Y bình chia cho 2 nhân với 16 nhân với 9. Đó. Tôi nói tóm lại là kết quả nó như thế này. Đúng không? Rồi. Đó. Mình kiểm tra xem có đúng nhá. Sao nó thấy nó lẻ lẻ nào nhỉ? Mình cứ thử kiểm tra nào. Bấm máy nhá. Không tự tin lắm. Mình bấm máy này. Đó. X này. Nhân với tan x. Tăng bình x đấy. Cận từ pi trên 4 cho đến pi trên 3. Rồi. Ok. Bằng rồi đã. Rồi store vào A đi. Đi vừa đã. Được chưa? A trừ đi này. Rồi mình thấy cứ thấy pi ship pi chia cho căn 3 này. Rồi trừ đi pi trên 4 này. Rồi chúng ta còn cộng với lp của 1 trên căn 2. Thực ra là trừ lp của căn 2 cho dễ đúng không? Mình viết căn 2 trong trừ. Thực ra chỗ này là trừ 1 phần 2 lp 2 cũng được. Đây. Trừ đây. Đó. Rồi trừ đi 7 này. À, chỗ này là pi. Pi bình. Alpha pi bình phương ra lằng nhằng phết nhỉ. Đó nhân với 2 nhân với 9 nhân với 16. Rồi. Hoặc bằng. Ôi mà không, mày quá. Quá là đẹp. Vậy đúng rồi nha, chính xác. Đúng. Thôi, đúng rồi thì kệ nó, không phải làm đẹp nữa. Kệ nó đi. Ok. Đó, mày quá bằng không. Rồi, đấy là IE là như vậy. Tiếp tục sang IF. Y bằng x phân từ 0 đến 1 của x trừ đi 2 nhân với e mũ 2x. Đấy, cái này quá dễ rồi. Đặt u bằng x trừ 2 dv thì bằng e mũ 2x dx. Từ đây chúng ta sẽ có du. Du đạo hàm đây là bằng 1, chính là bằng dx thôi. Đó. À, v lúc này chính là bằng 1 phần 2 e mũ 2x. Đó. Người ta có y bằng u nhân v, tức là 1 phần 2 này x trừ 2 nhân với e mũ 2x. Cận từ đâu? Cận từ 0 đến 1 trừ đi v đi u, tức là trừ đi 1 phần 2 rồi e mũ 2x dx 0 đến 1. Rồi ta sẽ làm ta luôn cái
cái tích phân này đúng không, bằng này, sau đó ta mới thay cận vào 1 phần 2 x trừ đi 2 nhân với e mũ 2x rồi trừ đi 1 phần 4 e mũ 2x. Rồi chúng ta sẽ cận từ đâu? Từ 0 đến 1. Thay 1 vào bằng, thay 1 vào đây thì chúng ta sẽ có 1 phần 2 nhân 1 đây chúng ta trừ 1 đúng không? Nhân với e mũ 2. Rồi trừ đi, thay 1 vào đây là 1 phần 4 e mũ 2. Trừ đi cận 0, thay 0 vào đây. Chúng ta trừ đi, thay 0 vào đây chúng ta sẽ có là 0 trừ đi 2 trừ 2 trừ 2 nhân đây là còn trừ 1. Trừ đi e mũ 0 tức là trừ 1. Rồi chỗ này e mũ 0, e mũ 0 tiếp tục lại trừ đi 1 phần 4. Đó. Và chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây? Chỗ này 1 phần 2 e mũ 2 trừ đi 1 phần 4 e mũ 2 thì chúng ta sẽ có trừ 1 2 trừ 1 phần 4. Thì đây chúng ta sẽ có 2 phần 4 2 4 trừ đi 1 4 là trừ 3 phần 4 e mũ 2. Rồi đây chúng ta sẽ có, ở đây sẽ là 5 trừ 5 phần 4 lại cộng 5 phần 4. Đó, ok. Đấy, cộng 5 phần 4. Kết quả là như vậy. Không biết có đúng không? Nhà hy vọng là đúng. Muốn biết đúng hay không, ta bấm máy kiểm tra thôi nha. Ok chưa? Đó. Rồi. Tóm lại là như vậy. À, như vậy ta xong cái bài số 1. À, chúng ta kết thúc bài số 1 đây. À, tiếp tục ta sang cái phần trắc nghiệm câu số 1 này. Câu 1 này thì chúng ta sẽ làm với thứ nhất là ở đây chúng ta nhân tung ra, đúng không? Nhân tung ra thì ta có y bằng này. Nhân tung ra thì ta sẽ có là từ 0 đến 1 của x nhân với e mũ 2x. Rồi chúng ta dx đây cộng với 0 đến 1 e mũ trừ x nhân e mũ 2x thì còn e mũ x thôi. Đó, dx. Cái đằng sau thì dễ rồi, đúng không nhỉ? Đó. Chúng ta sẽ tính như cái sau này chính là gì? Là e mũ x thôi. Thế chúng ta đây chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp cột nhá. Thì ta đạo hàm này. Rồi nguyên hàm. Rồi đây đạo hàm, đây là x này. À, nguyên hàm là e mũ 2x. Rồi đạo hàm nó là 1. Nguyên hàm là 1 phần 2 e mũ 2x. Rồi đạo hàm nó là 0, nguyên hàm nó là 1 phần 4 e mũ 2x. Ở chỗ này chúng ta sẽ có cộng, ở chỗ này sẽ là trừ. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ bằng này là 1 phần 2 x nhân với e mũ 2x. Rồi trừ đi 1 phần 4 e mũ 2x. Rồi chúng ta cộng với e mũ x. Cận từ đâu? Cận từ 0 đến 1 bằng, thay 0 vào đây, à thay 1 vào đây thì ta có 1 phần 2 này, nên là e mũ 2 này trừ đi 1 phần 4 này e mũ 2 này, đây cộng với e mũ 1 cộng với e này, rồi trừ đi này, thay 0 đây chỗ này cũng 0 này, hết này, bỏ này, thay 0 đây là trừ trừ thành cộng này, 1 phần 4 này. Đó, thay 0 đây thì đây là 1 này, cộng trừ đi 1 đúng không, trừ thì đây là trừ thì thành cộng, cộng thành trừ, trừ 1. Đó. Rồi ok, chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 4 e bình phương này. Rồi cộng với e này. Chúng ta sẽ trừ đi 3 phần 4. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có là a bằng bao nhiêu? A ở đây suy ra a chính là bằng trừ 3 phần 4 này. Rồi b là bằng 1. Và C là bằng 1 phần 4, đúng không? A cộng B cộng C. Ở đây chúng ta sẽ có bao nhiêu đây? À, trừ 3 phần 4 cộng 1 phần 4 là trừ 2 phần 4. Trừ 2 phần 4 là trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 cộng với 1 là 1 phần 2. Chúng ta có đáp án D, đúng không? Ta có đáp án D. Ok chưa? Đó, thì câu số 1 là như vậy. À, tiếp tục sang câu số 2 thì ta cũng làm phương pháp cột cho nó nhanh nha. Là 2x cộng 1 và đây là cos x. Đó, đây là nguyên hàm, đây là đảo hàm. À xin lỗi, đây là đảo hàm, đây là nguyên hàm đúng không? Đảo hàm đây còn 2. Nguyên hàm đây cos ra sin.
Đó. À, đạo hàm chỗ này bằng 0. Cái nguyên hàm nó xin ra chữ cốt. Đúng không? Xin ra chữ cốt. Vậy chỗ này nhân với nhau. Nhân với nhau là xong nên là cộng đây là trừ. Vậy ta sẽ có là y chính là bằng 2x cộng 1 nhân với sin x. Trừ thành cộng với 2 cos x. Đó, cận từ đâu? Cận từ 0 đến pi trên 2 bằng với pi trên 2. Với pi trên 2 thì 2 pi trên 2 ở đây, y sin pi 2 bằng 1 thì đây 2 pi trên 2 thì chúng ta sẽ có pi cộng với 1. Pi trên 2 thì bằng 0 rồi, trừ đi. Trừ đi ở đây chúng ta sẽ sin 0 là bằng 0 rồi, chỗ này bằng 0. Trừ đi 2, cos của 0 là bằng 1 trừ đi 2. Nói tóm lại ta được bằng pi trừ đi gì? Pi trừ 1. Vậy A bằng 1 và B bằng 1 đúng không? A bằng 1 và B bằng 1. A1, B bằng 1 thì tổng nó bằng 2 rồi. Đáp án là D. Rồi ok. Đấy câu số 2 là như vậy. Tiếp tục câu số 3 ta cũng làm tương tự. Đạo hàm và nguyên hàm. Đây đạo hàm là 2x cộng với 3. Nguyên hàm là em x. Thì đạo hàm đây vẫn là 2. Nguyên hàm vẫn là em x. Đạo hàm đây là 0. Nguyên hàm vẫn là em x. Vậy đây chúng ta sẽ là có cộng. Ở đây sẽ là trừ. Vậy thì đây chúng ta sẽ có y bằng có 2x cộng với 3 nhân với e mũ x rồi trừ đi 2 e mũ x. Đấy. Nói tóm lại chỗ này cận này. Từ đâu? Từ 0 đến 1. Đó. Hay nói khác là bằng thôi rồi thay luôn vào đây được không sao cả. Thay vào đây thì thay 1 vào đây 3. 2 cộng với 3 là 5. 5e trừ đi 2e. Đó. Còn thay 0 vào đây thì chúng ta trừ đi mở ngoặc. Thay 0 vào đây thì e mũ 0 là bằng 1. Sau đó chỗ này là bằng 3. Trừ đi 2. Đó. Và nói tóm lại là chúng ta bằng gì? 3e. À, 3 trừ đi 2 còn 1 trừ đi 1. Đó. Vậy thì A bằng 3. Và B thì bằng trừ 1. A bằng 3 và B bằng trừ 1. Thì chúng ta sẽ có gì? À, hình như đáp án D đúng không? A cộng với 2B. 2B là trừ 2. 3 trừ 2 là 1. Chúng ta có đáp án D. Ok. Đó. Câu số 3 là như vậy. Tiếp tục ta sang câu số 4. À, với câu số 4 này thì chúng ta sẽ cũng thế thôi. Chúng ta làm nhanh nhá. Đấy, đạo hàm này. Rồi nguyên hàm. Đúng không? Đạo hàm chúng ta là chúng ta sử dụng là Lp(x). Đó, nguyên hàm chính là 1 trên x bình. Rồi ok. Chúng ta thực hiện đạo hàm ở đây thì đạo hàm là chúng ta sẽ là 1 trên x. Nguyên hàm chúng ta gì? À, du trên u bình chính là trừ 1 trên u. Trừ 1 trên u tức là trừ 1 trên x. Đó. Ok. Ta nhân vào với nhau. Này nhân vào với nhau để chúng ta thực hiện này. Nhân vào với nhau. Thì ta sẽ có trừ 1 trên x bình. Để tách ra thì mình có trừ 1 đây. Đúng không? Trừ 1 đây. Đó. Và đây là 1 trên x bình. Đấy. Hoặc là đây là 1 được. Đây trừ 1 trên x bình cũng được. Chả sao cả. Đó. Thì đây là cái bước phụ. Chúng ta không thực hiện nhân nữa. Và bây giờ chúng ta đạo hàm đây bằng 0. Nguyên hàm đây trừ 1 trên x bình là 1 trên x. Đúng không? Vậy đây u nhân v đây. Đây là dấu cộng. Và đây là dấu trừ. Đó. Vậy thì y chúng ta sẽ bằng là gì? Trừ 1 trên x. Dpx. Rồi, trừ đi 1 trên x nữa. Và ta có cận từ đâu? Từ 1 đến 2. Thay vào thì chúng ta sẽ thay 2 với đây là trừ 1 phần 2. Lp2 trừ đi 1 phần 2. Rồi, trừ đi. Ở đây thay 1 vào thì Lp của 1 là bằng 0. Đúng không? Chỗ này trừ trừ thành cộng luôn. Đấy, đây là cộng với 1. Đó. Và chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Đây là trừ 1 phần 2 cộng 1 là 1 phần 2 trừ đi 1 phần 2 Lp của 2. Đó. Ok, 1 phần 2 Lp A. Vậy thì A chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Thứ nhất là B là bằng 1. Với C là bằng 2, đúng không? Và A thì bằng trừ 1 phần 2. Đó. Thế bây giờ 2A. 2A là bằng trừ 1. 2A cộng với 3B cộng với C thì bằng là trừ 1 này cộng với 3 này
cộng với 2 này và chúng ta sẽ bằng 4. Bằng 4 này ta có đáp án C đúng không? Rồi, ok, đó câu số 4 là như vậy. Tiếp tục ta sang câu số 5. À, chúng ta cũng thực hiện như vậy đúng không? Đây là đạo hàm. Đạo nguyên hàm. Đó, chúng ta đạo hàm là Lie pair của 2x - 1. Nguyên hàm nó là x. Đạo hàm này dễ rồi đúng không? U phẩy trên u, u phẩy là chúng ta 2x trừ 1 phẩy là bằng 2. Cái u chúng ta sẽ thực hiện là 2x - 1. Rồi đến đây nguyên hàm của cái thằng x này. Nguyên hàm thằng x này chúng ta lưu ý một điều là làm nào để khi mà nhân ấy, nó xuất hiện 2x - 1 để triệt tiêu mất. Thì về vậy thì nếu như nguyên hàm của x thì chính là 1/2 x bình đúng không? Đó. Thế nhưng bây giờ mình muốn xuất hiện là có 2x - 1 mà nó thành hằng thức ra thì chúng ta chỗ này phải là xuất hiện là 4x - 1. Thì hằng thức nó mới là 2x - 1 nhân với 2x + 1. Đó. Ok chưa? Thế bây giờ làm nào nó thành 4x + 1 thì chúng ta sẽ phải làm sao? Đạo hàm thằng này ra thì là bằng 8. Vậy chỗ này nó phải là 1/8 của 4x - 1. Đấy. Đúng chưa? Mình đạo hàm cái cụm này ra xem có bằng này không? Đây là 4x bình thì đạo hàm ra là 8x, 8x chia 8 hết. Và đạo hàm phía sau đúng rồi, chuẩn rồi. Vậy đây ta sẽ có là 1/8 của 4x - 1. Đó. Lý do tại sao thế? Để khi mà nhân nó sẽ hai thằng này triệt tiêu mất. Để đỡ phải làm đúng không? Vậy nhân vào thì chúng ta sẽ thấy nhân hai thằng này với nhau, hai nhân với nhau. Thì là ta có 1/4. Đó. 1/4 này. Chắc chắn hằng thức rồi, 2x - 1 nhân 2x + 1. Vậy chúng ta sẽ còn chỗ này là 2x + 1. Rồi ok, vậy thì ta có một bước phụ đây. Ta tách số này ra một hằng số là 1/4 đi. Hằng còn lại là nó 2x + 1. Đó, thì bây giờ thực hiện đạo hàm thôi. Đó, đạo hàm đây bằng 0. Và nguyên hàm đây chính là x bình cộng gì? X bình cộng với x, đúng không? X bình cộng x. Đây, ta sẽ thực hiện đây nhân vào. Và chỗ này nhân tiếp thì đây là cộng và đây sẽ là trừ. Đó. Ok. Thì ta xong rồi. Vậy thì y sẽ bằng bao nhiêu? Y chúng ta sẽ bằng là 1/8 4x - 1 nhân với Lie pair của 2x - 1. Rồi. À chỗ này chúng ta sẽ trừ đi 1/4 của x bình cộng với x. Đúng không? X bình cộng x. Rồi cận từ đâu? Cận từ 1 đến 5. 1 đến 5. Thay cận vào thôi. Bằng 1/8 này. Nhân vào đây là chúng ta 5, 5, 5, 2, 5, 2, 5, 5, 4, 100, 100 trừ đi. 100 trừ đi 1 là còn 99. Chỗ này là 99. 9 nhân với 9. 9, đúng không? Rồi Lie pair của bao nhiêu đây? 25 là 10. 25 là 10 trừ 1 là Lie pair của 9. Rồi, trừ đi 1/4, 5, 5, 2, 5, 2, 5 cộng 5 là 30, đúng không? Đúng rồi, 5, 5, 2, 5 cộng 5 là 30. Rồi, ok, trừ đi này, thay 1 vào đây, thay 1 vào đây, 21 là 2, 21 là 2, 2 trừ 1 là 1, nên PM 1 bằng 0, vậy chỗ này bằng 0, à, bỏ qua luôn. Trừ trừ thành cộng, cộng với 1/4, thay 1 vào đây thì nó thành gì? Thành 2. Ok, ta sẽ làm đẹp đi xem nào. Chỗ này 99 thì chúng ta sẽ bằng 9 sẽ bằng 3 bình. 3 bình đưa ra đây. Thì chúng ta sẽ có 99/4. Lie pair của 3. Rồi, chỗ này xem nào. 99/4 g, Lie pair của 3 g. Chỗ này chúng ta sẽ có là... Ở đây là 1/2. 1/2 mà 30/4. 30/4 là 15/2, trừ 15/2 cộng 1/2 là trừ 14/2, trừ 14 là còn trừ 7. Đó, trừ 7, ok, đẹp quá rồi, chắc là đúng rồi đấy. 99/4 chắc là sử dụng nguyên tố đối giản này. Vậy A bằng bao nhiêu? A là bằng, A thì bằng 99, B thì chắc chắn là bằng 4 rồi, C thì bằng 7 rồi. Đó, vậy tổng vào ra nào. À, 4 cộng 7 là 11, 11 cộng 9 là 20,
20 cộng với 90 là 110. Vậy tổng S chính là bằng 110. 110 ta có đáp án B. Ok. Đó, câu số 5 là như vậy. Được chưa nhỉ? Tiếp tục sang câu số 6 này. Cho tích phân từ 0 đến pin 4 của x. Dx chia 1 trừ đi sin bình x. Đó. Bằng pi trên a trừ đi li pe của p cộng với li pe của căn 2. Đã yêu cầu tìm giá trị của a cộng với 3b. Đó. AB thuộc n. Thế chỗ này chúng ta có thể gì? Ở đây trong bài toán này, AB thuộc n thì ta có thể sử dụng cái phương pháp Casio để chúng ta làm cũng được. Tuy nhiên thì thầy trò mình đang làm cái phần tổ biến từng phần, do đó thầy trò mình sẽ giải quyết phần từng phần chứ không dùng Casio nữa. Đó. Nên đây chúng ta có thể sử dụng Casio được. Câu 6 này. Thì ta có y chính là bằng gì? Bằng tích phân từ 0 đến pi trên 4 của x. 1 trừ sin bình thì tức là thành cos bình, chúng ta viết luôn cos bình. Đó. Ở đây chúng ta thực hiện nhanh nhá. Cái này chúng ta thực hiện là ở đây x là đạo hàm này. Hàm này, cái nguyên hàm này, 1 chia gì? Chia cho cos bình x. Đạo hàm này bằng 1. Đó, nguyên hàm này thì chúng ta sẽ còn tăng x. Tiếp tục đạo hàm này bằng 0. Nguyên hàm chỗ này thì tăng x chúng ta sẽ bằng là gì? Bằng sin in cos đúng không? Sin x chia cho cos x. Đó. Nguyên hàm của sin x trên cos x này thì chúng ta sin x chúng ta sẽ là thành trừ d của cos x. Đó, trừ d của cos x, vậy này, trừ d cos x trên cos x thì chúng ta sẽ bằng trừ npe. Tuyệt đối cos x. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính thôi, đây là cộng. Đây là trừ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có y này bằng luôn. Là x tăng x. Trừ trừ thành cộng, cộng với npe chỉ tuyệt đối cos x. Cận từ đâu? Cận từ 0 cho đến pi trên 4. Rồi, bằng này, thay vào. Thay pi trên 4 vào đây, ta có pi trên 4. Tan của pi trên 4 là 1. Cộng với npe của cos pi trên 4. Cos pi trên 4 chính là bằng căn 2 trên 2, tức là npe của căn 2 trên 2. Căn 2 trên 2 thì chúng ta sẽ có rằng là đây này, chính đây đây luôn, căn 2 trên 2 đây. Đó. Rồi, tiếp thay 0 vào đây, chỗ này bằng 0, đúng không? Thay 0 vào đây, cos 0 bằng 1 nên PM 1 cũng bằng 0, vậy ở đây chúng ta sẽ biến đổi ra là pi trên 4 trừ đi. Ở đây cộng này, cộng với li PE của căn 2 này. Đó. Trừ đi li PE 2 này. Rồi. Đó, ok. AB này thuộc gì? N. Ở đây chúng ta thấy ngay A sẽ bằng mấy? Từ đấy suy ra A bằng 4 và B thì bằng 2. Đó. Và ta có 4 cộng với 3 nhân 2, 3 nhân với 2 là bằng 10. 10 là ta có đáp án A. Đó, rất là dễ thôi. Ok. Đó, câu số 6 như vậy. Tiếp tục ta sang câu số 7. Với câu số 7 này trước tiên thì chúng ta sẽ đổi biến số, tức là x bình bằng t cho nó dễ này. Đó. Chúng ta sẽ đặt này. T là bằng x bình. Nên ta có dt thì bằng 2x dx. Đó. Và từ đấy suy ra y của chúng ta này bằng này. À, chỗ này x bình x mũ 3 thì bằng x dx kết hợp đây và x bình đây. Thì x dx thì chúng ta sẽ bằng dt trên 2, người ta có 1 phần 2 này. Đó. Ta đổi cận này. X bằng 0 thì t bằng 0 này. X bằng 1 thì t cũng vẫn bằng 1 thôi. Đó. Chỗ này thì chúng ta sẽ có x bình, nó tức là t nhân với li pe của 4 trừ t rồi chia cho 4 cộng t. Rồi, dt. Hay ta đổi sang thành biến x để cho dễ, 1 phần 2 phân từ 0 đến 1 của x li pe của 4 trừ x chia cho 4 cộng x dx. Rồi, đó. Thế bây giờ ta thực hiện gì? À, từng phần chỗ này. À, từng phần thì chúng ta sẽ u đây.
Tức là u chính đồng lê pe, vậy thì chúng ta dựng đây chúng ta sẽ có là đạo hàm này, đạo hàm nguyên hàm, đạo hàm là lê pe của 4 trừ dx chia cho 4 cộng với x, tờ nguyên hàm là x. Rồi đó, bây giờ chúng ta thực hiện đạo hàm này. Đạo hàm lê pe u thì bằng u phẩy trên u, u phẩy trên u chúng ta đạo hàm chỗ này. À, chỗ này chắc phải làm nháp một chút đúng không, hàm đây chúng ta ra ngoài này nhá, viết bên này được. U phẩy tức là viên ta sẽ là trừ x cộng 4 chia cho x cộng 4 đó, thì u phẩy thằng này phẩy này, phẩy thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu, à, trừ 8 nhỉ, trừ 8 chia cho x cộng 4 bình phương đó. Rồi đây chia cho u tức là chia thì bằng nhân nghịch đảo, chia bằng nhân nghịch đảo tức nhân với x cộng 4 chia cho x 4 chữ x, 4 chữ x đó, chúng ta mất một một x cộng 4 đi, thì chúng ta sẽ chỗ này chúng ta sẽ còn là gì, dấu trừ nhá, đảo luôn nhá, thành 8 rồi chia cho x trừ 4 nhân với cộng 4, được chưa nào. Đó đây đạo hàm ta được như này, đó là 8 chia cho x trừ 4 nhân với x cộng 4. Rồi nguyên hàm đây, nguyên hàm. Nguyên hàm thì chúng ta sẽ có là chắc chắn là 1 phần 2x bình. Đây. 1 phần 2x bình. Tuy nhiên ở đây chúng ta làm nào để cuối cùng thì hằng thức ta triệt tiêu nhân với nhau ấy. U nhân V thì nó triệt tiêu với một hàng. Là x trừ 4 hoặc x cộng 4. Vậy thì chỗ này này. Chỗ này muốn là hằng đẳng thức ấy, thì nó là x bình trừ 16. Đúng không? Vậy người ta nguyên hàm nó sẽ liên quan đến x bình trừ 16 này, mình sẽ biến nó về. Vậy thì đây chúng ta có phải là bằng 1 phần 2. À đây chúng ta sẽ có là 1 phần 2 x bình trừ 16 đúng không? 1 phần 2 x bình trừ 16. Đó. Lý do tại sao để ta làm này để cho nó dễ. Đúng chưa? 1 phần 2. Đây đạo hàm thằng này chính là bằng này, là nguyên hàm mà. Chuẩn rồi nha. Đó, ta thiết kế như vậy. Để làm sao để hằng thức thì chúng ta sẽ triệt tiêu mất thằng này luôn. Đó. X hai thằng này nhân với nhau. Đấy chúng ta. Cái quan trọng là làm nào để biến đổi, và lúc này ta nhân với một cái phụ. Đó, nhân phụ thì nhân với nhau thì chỉ còn 4 thôi. Đó. Còn 4 thôi thì 4 thì bên này là mình sẽ là 4. Bên này sẽ là 1. Đó, 4 bên này là 1. Vậy thì chỗ này là phụ đây nhá, chúng ta nhớ là phụ này. Phụ thì chúng ta không thì không nhân với nhau nhé, đừng chéo này đâu nha. Đạo hàm đây là bằng không này. Đó, nguyên hàm này là gì? Là x. Rồi. Rồi, đây là được một đường chéo này. Một. Và đường chéo thứ hai là đây. Còn thằng này bỏ đi nhá, có qua cái chấm chấm này bỏ đi vì đây là nhân bước phụ này. Đó. Vậy đây là cộng này. Đây là trừ. Được chưa? Vậy ta có y bằng gì đây? Ở kia chúng ta có 1 phần 2 đúng không, 1 phần 2 nhân này, đây cũng 1 phần 2 x bình trừ 16 nhân với lê pe của 4 trừ x chia cho 4 cộng x. Rồi chỗ này là trừ đi 4x cận từ bao nhiêu, cận từ 0 đến 1. Rồi, đấy, ok, mình thay cận vào là xong. Thay cận vào bằng 21 vào đây. 21 đây chúng ta sẽ có 1 phần 2. Thay 1 vào chúng ta sẽ có 1 phần 2 nữa. 1 trừ đi 16 còn trừ 15. Nhân với, thay 1 vào đây thì chúng ta 4 trừ 1 còn 3. 3 phần 5 ly pe. 3 phần 5. Rồi, trừ 1 tức là trừ 4. Trừ 4. Đấy là ngoặc thứ nhất. Đây mình ngoặc như này. Đúng không? Trừ đi thay 0. Thay 0 vào đây này. Thì lê pe của 4 phần 4 là lê pe của 1. Thì chỗ này cả cái cụm này bằng 0. Và chỗ này cũng bằng 0 luôn. Vậy ok, nói tóm lại chỗ này bỏ. Đấy, trừ 0 mà. Rồi. Thế thôi, bây giờ nhân chia tung ra là xong.
Chỗ này chúng ta có bao nhiêu đây? Nào, ở đây chúng ta sẽ có là trừ 15 phần 4 lê pe của 3 phần 5. Đó. Rồi. Nhân vào đây. Nhân vào đây thì nó còn trừ 2, đúng không? Trừ 2. P và Q là các số nguyên tố. Nguyên tố. P thì nhỏ hơn Q, đúng rồi. 3 là số nguyên tố, 5 số nguyên tố, chuẩn rồi. Vậy nói tóm lại, ở đây B kia là các số hữu tỉ. Vậy chốt lại chúng ta có A bằng bao nhiêu? A bằng trừ 2, đúng không? A bằng trừ 2. B bằng trừ 15 phần 4. Và C, à P, P là bằng 3. Q thì bằng gì? 5. Rồi, hai lần A nhân B, 2 A nhân với B cộng với P nhân với Q bằng bao nhiêu? S bằng đây. Đó, 2 này. Ô 2 thì trừ 4 trừ trừ thì nên chúng ta sẽ có 15 cộng với P nhân Q là 15 nữa. Và chúng ta sẽ có 30. Ô 30 có đáp án là B. Ok, được chưa nào? Đó, câu B là như vậy. Rồi, à, câu số 7 chứ không phải câu B, câu 7. Câu 7 đáp án B. Ok chưa? Tiếp tục ta sang câu số 8. Câu 8 thì chúng ta xem nào đây. À, y bằng tích phân từ e đến e bình phương của 1 chia cho lp bình x trừ đi 1 chia cho lp x rồi dx. Ta nhìn thấy khá là phức tạp đúng không? Đó. Khá là phức tạp, nhìn đây. Nếu như giả sử nếu đặt u u bằng này thì du thì như xuất hiện thằng này đúng đúng không, trừ u phẩy trên u bình đấy đúng không? Ok, thế vậy thì chúng ta sẽ tính như này bằng này đó, e này, e bình này rồi dx này chia cho lp bình x trừ đi e cho nên e bình. Đó. Rồi dx chia cho lp x. Đây bằng con y1 trừ đi y2 đi. Rồi. Mình tính cái y2, từng phần cái y2 đúng không? Xem nhá. Từng phần y2 thì ta có là mình đặt đây. U bằng 1 chia cho lp x. Đó, dv thì bằng dx. Ở đây chúng ta đạo hàm xem nó thế nào. Đạo hàm du, chúng ta thấy rằng đây là 1 trên u phẩy đây. 1 trên u phẩy thì bằng trừ u phẩy chia u bình. Đó. Hay nói khác là chỗ này chúng ta sẽ bằng gì? Bằng trừ lê pe x phẩy chia cho lê pe x bình. Lê pe bình x đấy, đúng không? Lê pe x phẩy thì bằng 1 trên x. Do đó chúng ta sẽ là bằng trừ 1 chia cho x nhân với lê pe bình x. X đây. Rồi. P lúc này chúng ta sẽ là bằng x. Đó, để nhân vào với nhau. Nhân vào nhau thì chúng ta sẽ xuất hiện ra y2 bằng 2 là cái thằng sau. Bằng gì? U nhân v tức là x chia cho lê pe x. Cận từ đâu? Cận từ e đến e bình phương. Trừ VDU trừ trừ thành cộng từ E đến E bình. Đó. Mà hai thằng nhân nhau thì chúng ta chỉ còn dx để cho lê pe bình x thôi. Và nói tóm lại chúng ta thay cận vào đây. E bình chia cho lê pe của E bình tức là E bình trên 2. E bình trên 2 trừ đi
E chia DPE là 1 trừ đi E. Và thằng này cộng với chính là Y1 luôn. Đúng không? Cộng Y1. Và Y bằng Y1 trừ Y2. 29 là bằng Y1 trừ đi E bình trên 2 cộng với E rồi trừ đi Y1. Nói tóm lại bằng trừ 1 phần 2 E bình phương cộng với E. Đó. Quá. Đây lại không có tự do à? Đúng không? Lại ABC nữa à? Ăn chơi thế. Đúng nhỉ? Hay thầy này tính sai đâu nhỉ? Đấy. Hay quy đồng lên thì ta sẽ bằng là gì đây? 1 trừ 1 đúng không? Trừ E bình phương cộng với 2E chia cho 2. ABC là các số nguyên. Vậy thì từ đấy suy ra A chúng ta sẽ bằng trừ 1 này. B là bằng 2 này. Và C là bằng 0. Đúng không? Đó. Nên mình bấm máy xem sao nhỉ? Mình thử kết quả xem này xem đúng không nhá. Đó. Và mình cứ nếu nó có C đây mình không tự tin lắm nhỉ. Đó. Xem nào. Xem kết quả không? A bình phương là có kết quả bằng 5 đây này. Đó. Đúng không? A bình cộng B bình cộng C bình kết quả bằng 5. Đây mình cứ mạnh dạn bấm máy xem sao nhá. Đây mình thử bấm xem sao nào. Đấy. Thiếu tự tin lắm nhỉ. Ok, 1 chia cho DP bình x trừ đi 1 chia cho DPX cận từ E đến E bình. Bằng. Đó. Vậy mình trừ đi kết quả này, tức là trừ trừ thành cộng này. Cộng với 1 phần 2 tức là 0,5 này. Alpha E bình phương này. Rồi chúng ta lại trừ đi E. Còn bằng 0 là ok. Đấy bằng 0 ok rồi. Ồ mình thấy thiếu tự tin đúng không? Rồi. Vậy thì kết quả chúng ta sẽ bằng 5 đúng không? Rồi ok. Anh và đáp án A. Rồi câu số 8 là như vậy. Tiếp tục ta sang câu số 9. Câu số 9 này ta cũng tính từng phần nhanh đúng không? Đấy, đạo hàm này. Ứng viên hàm. Đạo hàm thì ta để ly pe. Viên hàm là x. Đạo hàm trước là u phẩy trên u đúng không? Làm ta có 2x chia cho u tức là chúng ta chia cho x bình cộng gì? X bình cộng 9. Đó. Bây giờ mình nguyên hàm làm sao lại xuất hiện cái x bình cộng 9 này để cho nhân với nhau nó sẽ gì? À nó sẽ bằng 0 luôn. À tức là triệt tiêu hết cái mẫu này, đỡ phải làm lần nữa đúng không? Thì chúng ta nguyên hàm ở đây chúng ta muốn x bình cộng 9 thì sẽ là 1 phần 2 x bình cộng 9. Thế thôi. 9 là hằng số đúng không? Có phải đạo hàm thằng này chính là bằng x không? Rồi bây giờ nhân với nhau. Nhân với nhau hai thằng này nhân với nhau. Hai nhân vào hai hai hết. X bình cộng 9, x bình cộng 9 hết. Vì vậy chúng ta sẽ chỉ còn x thôi. Đó. X thì chúng ta sẽ để một đây. Đó, đây chúng ta sẽ làm bước phụ đây. Đó, để một đây. Ở đây để là x. Rồi. Thế là xong rồi. Đạo hàm đây bằng 0. Nguyên hàm đây là 1 phần 2x. Rồi đây. Đây là cộng. Và đây là trừ. Xong rồi. Và y chúng ta bằng. Đây. Là 1 phần 2. X bình cộng 9. Nhân với lê pe. X bình cộng 9. Rồi. Chúng ta trừ đi. 1 phần 2x. Tất cả thế cận. 0 đến 4. Rồi bằng 24 vào đây thì ta có 1 phần 2. 44 là 16. 16 cộng 9 là 25. Lê pe của chúng này cũng là 25 đúng không? Là 25. Rồi. Trừ đi chỗ này trừ đi 2. Đó. Cụm thứ nhất. Trừ đi 20 vào đây. 20 vào đây thì ta sẽ có 1 phần 2 nhân với 9.
rồi nhân với lê pe 9. Cái không đây hết rồi. Đó, bằng xem nào. 25 thì bằng 5 mũ 2. 5 mũ 2 đây hết thì đây chúng ta sẽ còn 25. Lê pe 5 trừ đi 2. Chỗ này là 9 thì bằng 3 mũ 2, 3 mũ 2 ra đây. Thì chúng ta 3 mũ 2 thì hết. 22 hết thì chúng ta sẽ còn 9 trừ đi 9 lê pe của 3. Đó. Ok, chúng ta sẽ bằng này, viết đúng thứ tự 25 lê pe của 5 trừ đi 9 lê pe của 3 cộng với trừ đi 2. ABC là các số thực, vậy A bằng 25, B thì bằng mấy? Bằng trừ 9, và C thì bằng trừ 2, cộng với nhau. Đó, đây là trừ 11, trừ 11 thì còn 14 à? Ố, quá, 2 đâu rồi? A cộng B cộng C, nhầm đâu nhỉ? Để xem nhầm đâu. 1 phần 2, chẳng nhẽ này nhầm ở đâu đó. Đâu đó là đâu? Chúng ta phát hiện chỗ sai đây rồi. Đây, đây, phải bình phương chứ. Sao lại là 1 phần 2 x bình cơ mà. X bình đây. Đó. X bình vào đây thì chỗ này không thay đổi này. Chỗ này chúng ta sẽ có là 16. 16 chia 2. Còn chỗ này là 8 cơ mà. Đây là 8. Đúng không? 8 phía sau không có gì thay đổi cả. Đúng không nhỉ? Đây là bằng thay không vào thì vẫn là không thôi. Ok, chỗ này là trừ 8 này. Đây là trừ 8. Chỗ này là trừ 8. 8 cộng với 9 là thành chỗ này còn trừ 17. Trừ 17. Còn mấy? 8 mà. Đúng không? 7, 8 là 15. Rồi, tổng nó bằng 8. T là bằng 8. Thế 18 là có đáp án D rồi. Đấy. Này là bị nhầm này. Chúng nguyên hàm này 1 phần 2 x bình. Ok. Đó. Nhầm tí là ra không có đáp án ngay lập tức. Rồi. Câu số 9 là như vậy. Tiếp tục sang câu số 10. Ây da. Câu số 10 này. Bài này chắc là chúng ta sẽ tìm cái thằng Fx. Đúng không? Fx này. Xong thay vào đây thôi. Nhờ. Đó. Xem nó như thế nào. Rồi ok, xem nha. Tìm Fx thì rất là đơn giản thôi. À, chúng ta sẽ tìm Fx nhanh nha. Thì cũng đạo hàm này. Nguyên hàm này. Đó. Ta sẽ có lê pe. X bình trừ đi x. Rồi bên này là gì? Chỉ là 1 thôi đúng không? Chỉ là 1 thôi. Đạo hàm này chúng ta u phẩy trên u. Tức là chúng ta sẽ có 2x. Trừ 1 trên u. Tức là cho x bình trừ x. Đó. Đến đây thì mình sẽ làm nào? Nguyên hàm này chắc chắn là x, nhưng mà mình sẽ cho x trừ 1 đi để chúng ta triệt tiêu cái thằng x trừ 1 cho nó đẹp. X trừ 1 nha. Đó. Mình nhân vào với nhau. Nhân vào với nhau thì chúng ta sẽ có một bước phụ. Ở đây nhân vào với nhau thì ta sẽ có 2x trừ 1 chia cho gì? À, chia cho x đúng không? Chia cho x. Đó. 2x trừ 1 chia x thì chúng ta sẽ bằng gì? Ở đây thực chất ta sẽ làm cái nguyên hàm này. Đúng không? Bằng gì? Bằng. Đấy. Ở đây này, thực chất chúng ta sẽ làm luôn nguyên hàm này. Chúng ta sẽ bằng gì? Bằng 2 trừ đi 1 trên x. Đó. Thế đây là nguyên hàm ta cần tìm này. Vậy thì y fx nhỉ? Fx chúng ta làm nhanh này. Chính là bằng u nhân v. Đây u nhân v này là x trừ đi 1 nhân với lê pe của x bình trừ x. Rồi ok. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nào? À, trừ đi v đi u. Đây là chính là trừ đấy. Trừ đi nguyên hàm của 2 trừ đi 1 trên x. Thì x đấy. Và thực chất chúng ta sẽ bằng x trừ 1 nhân với lê pe bình trừ x. Rồi chúng ta sẽ trừ đi chỗ này đâu nhiêu? Trừ đi 2x. Đó. Trừ
cộng với Li Pe tuyệt đối của x, tuyệt đối của x đó, rồi cộng với c, thấy chưa? Cộng c mà trong đó thì nó nói là f2 thì bằng gì? F2 bằng này thì ta sẽ có f2, f2 vào đây, f2 vào đây thì chúng ta sẽ có là Li Pe 2 bình 4, 4 trừ 2 là 2 là có đi có Li Pe 2. F2 vào đây là trừ đi 4. F2 vào đây là cộng với Li Pe 2. Cộng C. Và bài toán cho bằng 2 Li Pe 2 trừ 4. Nói tóm lại là C bằng 0. Cái này bằng 0. Bỏ đi. Đó. Thay vào kia thôi. Đúng không? Thay vào đây thì chúng ta có cái gì đây? Thay vào thì chúng ta sẽ có ngay là Fx bằng này. Nhân tung ra. Này trừ hết rồi. Chỉ còn là x Li Pe của đây. Vậy thì y chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Y chính là bằng tích phân từ 2 đến 3. Fx đây thay vào đây thì chúng ta sẽ nhân tung nhá. Thì trừ của Li Pe của x bình trừ 2 này trừ 2x đã triệt tiêu hai thằng sau này. Còn thằng trước chỉ còn là x này. X chia cho x hết này. Vậy thì chỉ còn gì? Chỉ còn Li Pe x bình trừ x này. Rồi chúng ta cộng với Li Pe của trị tuyệt đối của x chia cho x. Thực ra 2 đến 3 thì trị tuyệt đối của x này dương này. Mình bỏ luôn trị tuyệt đối đi. Đó. Đó. X thôi. Rồi, thế x. Rồi đến đây thì nhiệm vụ ta bấm máy tính thôi. Có gì khó khăn cả. Máy tính tính. Chúng ta sẽ tính này, tích phân của Li Pe ngoặc ra x bình trừ x ngoặc này cộng với phân thức Li Pe x chia cho x rồi cận từ 2 đến 3 bằng đó 1,6 bao nhiêu đó đúng không? Mình new biến A đi, store vào A rồi. Ok, 1,6 bao nhiêu thì 3 Li Pe 3 trừ 3 xem nào. Không phải rồi. Trừ 2. Trừ 2 thì chắc là không thể vì đây giảm mất 1 thì chúng ta không thể 1,6 được. 1,2. Trừ 1 thì là 2,2 vì ta bán đi rồi. 3 Li Pe 3 cũng không phải. Trừ 1 chứ nhẽ trừ 1 à. Trừ 1 thì cũng phải 2,29 cơ. Trừ 4 thì nó âm mất rồi. 3 Li Pe 3. Ô không có đáp án á. Sai đâu nhỉ? Ô, alpha A bao nhiêu? 1,6 mà. 1,6 trừ 3 trừ 2 trừ 1. Nhầm đâu nhỉ? X bình này chia cho x fx cộng 2x cộng với Li Pe thì chỗ này nhân tung ra thì trừ Li Pe của x bình trừ 2 này, chỗ này hết này, chỗ này là hết này thì còn x Li Pe của x bình trừ x cộng với đây là cộng rồi, trừ trừ thành cộng rồi, 2 trừ trừ cộng đúng rồi, cộng với Li Pe x trên x 2 đến 3. Sai đâu nhỉ? Bình chữ x. 2 chữ x là còn 2. Trừ 1 trên x. Trừ 1 trên x đúng rồi. Nhân vào với nhau x ra ngoài. X trừ 1, x trừ 1 hết. Còn x thôi. Có bị nhầm đâu mà sao kết quả này cũng ra nhỉ? Ta đáp án. Một phẩy sáu. Alpha A bằng 1,6 đúng rồi. Alpha A trừ đi 3 Li Pe 3
trừ 3 bằng 0 phải trừ 2 0 phải trừ 1 0 phải trừ 4 cũng không phải, đúng không? Ủa? Nhầm đâu nhỉ? Kiểm tra lại, bấm máy xem nào. Mình cứ mạnh dạn cho dấu ngoặc vào đây xem sao nào, hay là bị lỗi. Mỗi lần có cần đi ngoặc đâu. Đúng không? Bằng nào? Quá. Sao mình bấm vẫn sai nhỉ? Lê pe, đúng rồi. X bình trừ đi x cộng với Px chia cho x. Đây, Np đây rồi. Quá. Đúng mà. Hai đến ba. Nó không cho ra ngoài được nhỉ? Thì bấm nhầm cái gì nhỉ? Bấm lại xem nào. Mở ngoặc này. Hình như Lê Pe này. X bình này. Trừ đi x này. Đóng ngoặc vào này. Rồi. Cộng với này. Phân thức này. Lepe của x này hoặc này chia cho x này ngoặc đây này rồi hai này ba này bằng này không hiểu ta thử sửa sửa lại chỗ này chỉ tuyệt đối xem sao nào. Ồ hay quá nhỉ, tránh nhẽ lại phải chỉ tuyệt đối thật đã, tuyệt đối của x nhá, xem nào. Vẫn vậy. Ồ. Thôi mình nhập thẳng vào đây không rút gọn xem sao nào. Nha. Nhập thẳng này, fx này. Thẳng xem nhá, bạn làm như thế xem có ok không nhá. 1 này nhân với Lê Pe này. Nhẽ này. Bắt phải làm ăn kiểu này không cho rút gọn không bấm máy được. Đúng không? Trừ đi 2x thôi, trừ 2x cộng 2x thì thôi chắc triệt tiêu được này. Cộng với Lepe. Tuyệt đối của x này. Ngoặc vào này. Rồi chỗ này là cộng với này. Mình làm thế nhỉ? Cộng với Lepe này của x trừ 1 này. À, ta biết là sai đâu rồi. Bởi vì chỗ này chúng ta là x trừ 1 mà mình lại triệt tiêu là x bình trừ 1 là mình sai đây này, x bình trừ 2 trừ x. Rồi 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 rồi, biết là mình sai rồi. Bấm này chắc chắn là ok. Đó, bởi vì mình chỗ này mình đúng ra mình tách ra. Tách ra thì chúng ta sẽ mất cả cái thằng Lepe của x này này. Đó. Rồi. Mình vừa đã nhân là trừ của Lepe x bình trừ x thì làm sao mà triệt tiêu được cái thằng này vào đúng không? Đây là x trừ 1 cơ mà. Không phải x bình trừ x đâu. Ừ, làm ăn này chết. Ok. Rồi mình chia cho x. À, chắc là này ok. Rồi, đây là 2 đến 3. Bằng. Đấy, 1,2 mấy, 1,2 mấy thì chắc là hình như đáp án là C sao chúng ta trừ. Đáp án C là 3, Lepe 3. Trừ 1. Học vào bằng ủa thế là đáp án B đúng không, nó phải trừ hai à, trừ một mà trừ mấy trừ hai ủa thế người ta phải là đáp án D à trừ ba ủa sao lại thế nhỉ. Cái đáp án B hỏi cái hãy đang dùng là không có phải
Không phải lưu từ cái so a mà là lưu từ À rồi. cái Rồi rồi rồi, đây đây. Đây an vừa rồi đây, kết quả đây. Đúng không? Kết quả đây mình phải store vào a. Rồi đúng rồi, ok. Đấy. Mình nhìn nhầm đấy. Mình đang nặng nhằng. Đây này, lấy thằng này này, ấn dấu bằng này. Rồi, store vào a này. Đó. Xong rồi lấy a trừ đi đáp án B đúng không? 3 lên P3 thứ hai đấy. Ôi trời, nhàn quá, mất thời gian. Ok, đáp án B rồi đó. Tốt nhất là bấm xong store vào người biến A lại cho nó dễ. Ok, câu số 10 là như vậy. À, như vậy về cái phần tích phân từng phần, cái phần 1 của chúng ta là kết thúc đây nha. Ok, ta chuyển sang phần thứ hai.